rủi ro khi mà mua trái phiếu ấy thì nó có nhiều lắm, nói chung là nhiều lắm, nhưng mà tóm lại là chỉ liên đối với nhà đầu tư thì người ta chỉ quan tâm đến việc là tiền có về tài khoản mình hay không thôi, đúng không? Còn họ khi mà họ phát hành trái phiếu rồi họ dùng tiền của mình có đúng không, có mục đích có chuẩn hay không, họ dùng làm cái gì, họ có trả nợ cho mình đầy đủ hay không, rồi vân vân, đúng không? Nhưng cuối cùng là gì? Cuối cùng là gì? Là có mất tiền hay không thôi. Tôi bỏ ra 1 tỷ thì tôi có nhận về tỷ mốt hay không? Và đương nhiên là gì? Là có thể không nhận được về tỷ mốt. Có thể chỉ nhận về 1 tỷ, có thể chỉ nhận về 500. Đấy là rủi ro. Khi mà tổ chức phát hành người ta không trả được cho mình thì mình mất như vậy. Khi mình mất tiền rồi thì mình sẽ đến một cái thứ hai là gì? Là mình mất đi cơ hội. Mình sẽ có mất đi rất nhiều cơ hội khác. Vì khoản tiền của mình bị chôn ở đấy. Bây giờ nhá, những người đang đầu tư ở trái phiếu của Novaland đáng nhẽ là được lấy tiền về để mà mua nhà hay là để mà mua cổ phiếu hay vân vân, đúng không? Nhưng mà bây giờ lại bị chôn tiền ở đấy, người ta không trả được cho mình gốc lãi và không biết bao giờ mới trả được. Đấy. Thì mình mất đi các cái cơ hội khác của mình, hoặc là mình có một cơ hội mình mua một cái nhà, mình để cái kỳ vọng của mình là mình mua một căn nhà để mình ở chẳng hạn, hay mình có kế hoạch ấy như vậy, mình mất đi cơ hội. Nhưng mà hai cái này thì nó vẫn là bình thường. Cái số 3 ấy là không cẩn thận là mình mất đi gia đình. Là bởi vì sao? Là bởi vì là rất nhiều người bỏ tiền toàn bộ all in vào trái phiếu. Đầu tư trái phiếu. Bỏ hết tiền vào đấy. Giấu vợ hay giấu chồng bỏ vào đấy, đúng không? Rồi vay mượn người thân họ hàng bạn bè cho tiền vào đấy. Xong trái phiếu đấy không trả được. Họ không trả được. Bây giờ thấy cơ hội ngon ăn đúng không? Đi vay bạn bè theo lãi suất tiết kiệm của 6%, bỏ vào trái phiếu là được 8-9%. Mà người ta lại cứ trả hàng tháng cho mình, rút linh hoạt đúng không? Thì có khi cũng cũng ham đúng không? Lại 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 còn bán qua ngân hàng nữa chẳng hạn, hay qua công ty chứng khoán nữa chẳng hạn. Ở đây thì chắc có bao nhiêu bạn làm ở bị ở SCB rồi đúng không? Hoặc có phỏng vấn lần trước, hoặc phỏng vấn bạn Vi. Khi mà vay quá nhiều, đòn bẩy quá nhiều, xong lại đi đầu tư trái phiếu, có khi dẫn đến vỡ nợ. Anh em họ hàng là bỏ nhau, cãi nhau đúng không? Vợ chồng cãi nhau, bố mẹ cãi nhau, bạn bè cãi nhau, thế là mất hết. Có nhiều người thì chán quá thì mất hết mọi thứ rồi, không muốn sống nữa. Hoặc là gì? Cả cuộc sống còn lại là gì? Là chỉ làm và đi trả nợ. Thì là họ mất cuộc sống. Thì đấy là những cái rủi ro mà Hòa thấy là hay gặp phải với mọi người. Và thực tế là nó đang xảy ra rồi. Thực tế là nó đã xảy ra trong thời gian vừa qua rất nhiều rồi. Chứ không phải là không có. Đấy. Rủi ro nó không nằm từ chỉ riêng ở trái phiếu đâu, mà rủi ro nó nằm ở tài chính cá nhân của mỗi người nữa. Mọi người hay nhìn rủi ro chỉ góc độ là tài sản thôi, nhưng mọi người ít khi nhìn rủi ro ở góc độ bản thân mình, tại vì không ai không không mấy khi ai nhìn vào bản thân mình. Chỉ phải nhìn vào bản thân mình này, nhìn vào tài chính của mình này, nhìn vào những cái điểm mù của mình ấy, thì mình sẽ thấy được cái rủi ro về phía mình. Đấy. Về phía mình và rủi ro ở phía tài sản nữa, đúng không? Mình phải phân biệt hai cái đấy ra. Anh chị mà quản lý tài chính mà nhìn được hai rủi ro đấy thì Hòa nghĩ rằng sẽ rất ít cái xác suất bị gọi là đổ vỡ về tài chính cá nhân gia đình. Rất ít. Thứ hai đó là nhiều khi mình khi trước khi mình đầu tư ấy, mình vào thì mình nếu mình có kiến thức hoặc là gì, cái tính cách của mình nó phải là trầm lắng ấy, kiên nhẫn ấy, chậm rãi ấy, thì cái rủi ro của mình nó thấp hơn, nó thấp hơn ở cái chỗ đấy.
Đây là những gọi là những cái kết cục mà mình có thể là nhận về khi đầu tư trái phiếu, nhưng mà rủi ro nó nằm ở bản thân mình và nằm ở tài sản đấy, thì mọi người hình dung là như thế. Như là trước khi đầu tư là nhìn lại cấu trúc tài sản của mình đã, đúng không? Mua con này thì nhìn lại cấu trúc tài sản của mình, luôn luôn nhìn vào NAV của mình. Đầu tư cái gì thì đầu tư cũng phải nhìn lại NAV của mình và đặt câu hỏi để có được lợi nhuận này thì tôi phải trả giá gì, cái giá mà tôi phải trả là gì. Cái giá mà tôi phải trả là chỉ là số tiền này thôi thì không sao, mất chẳng làm sao cả. Hoặc là tôi có một bài học ở đây là gì, nếu mà anh chị nào muốn trải nghiệm mất tiền ấy, mà Hòa nghĩ là cũng thử đi, là gì, mua trái phiếu của Novaland luôn đi, mua 10 trái phiếu hay là mua 10, 20 hay 50 hay 100 trái phiếu, tùy tùy theo số tiền của mọi người. Nhưng Hòa lấy ví dụ như 10 thôi, làm bỏ ra 1 triệu coi như bài học. Mọi người có khi mọi người vào một cái buổi học của Hòa mọi người mất 1 triệu, có khi mọi người chưa ra được vấn đề đâu, nhưng có khi mọi người mua cái trái phiếu Novaland ấy mà mất 1 triệu đấy, hoặc là bỏ 10 triệu vào cho nó có giá trị đấy. Đi đòi nó mới có giá trị, càng nhiều tiền thì mình mới càng thấy bài học rất lớn đấy, thì mình rút ra nhiều thứ lắm. Vì sao mình đầu tư vào trái phiếu mình ít lỗ, có khi mình kiếm được tiền lại nhiều hơn từ đó. Nói vui vậy thôi, nhưng mà đấy là kinh nghiệm của Hòa. Nói chung là Hòa làm như thế đấy, có khi là Hòa chẳng đi học nhiều nơi đâu, nhưng mà hầu như là Hòa toàn bỏ tiền ra đấy. Cũng rất may là chưa bị trái phiếu, chưa bị mất cái nào, rất may mắn là như thế, chưa bị chậm, chưa bị mất cái nào hầu như là, nhưng cũng vẫn chấp nhận bỏ ra. Ví dụ như bây giờ là gì, Hòa cũng vẫn trải nghiệm Novaland đấy, Hòa cũng bỏ tiền ra như thế để mua đấy, để xem nó như thế nào, xem các phương án như nào đấy, Hòa học đấy, học xem là họ sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào. Chứ còn bây giờ mình bỏ luôn 5-10% NAV của mình vào đấy, sau này mình một trái phiếu sau này mình không biết cái đường, cái vấn đề người ta giải quyết như thế nào đấy, mình lo lắng mệt mỏi. Nhưng bây giờ mình biết được một thằng là nó giải quyết cho mình cái số tiền nhỏ này, cái một cái bài học của mình như nào, thì nếu có gặp phải thì nó không ảnh hưởng cuộc sống của mình không bị mất cuộc sống vì cái trái phiếu đấy. Chứ còn mua một tài sản xong nó chậm trả xong mất ăn mất ngủ ấy về nó ấy, thì cũng Hòa nghĩ cái đấy mới là cái tổn thất lớn. Chứ còn cái tổn thất về tiền nó là một phần, nhưng tổn thất về mình đánh mất cuộc sống của mình ấy, cái đấy là cái tổn thất nhiều.